Những câu chuyện niệm Phật vãng sanh thế giới cực lạc. Trích trong ba bộ văn sao Tam Biên, Chánh Biên, Tục Biên. Câu chuyện số 1. Kim Thái Đại Sư, họ ngoài đời là Phương, người huyện Vũ Đô, tỉnh Giang Tây. Sư đã có thiện căn, từ nhỏ đã kiên giết ăn chay. Đến khi ngoài 30 tuổi, chán ngán sâu xa, ngũ dục nhiều khổ não, ba cõi không yên, liền xuất gia tại chùa Bảo Ân, huyện Trường Đinh, tỉnh Phước Kiên. Sau khi thọ cụ túc giới, chuyên chí khổ hành, giữ chức hương đăng tại chùa Quang Hiếu ở Giang Tây. Tinh khiết, kiên thành, cung kính, phạm những ai trông thấy đều khấn ngợi lòng thành, tiết của thường trụ như giữ trọng mắt, hằng ngày lấy chuyện, lễ, niệm, tụng, chỉ làm chánh, không để phí thời gian, được đại chúng trong chùa không phục kính ngưỡng. Tiếp đó, sư muốn chuyến tu tịnh nghiệp, bèn qua hang đá trong núi sâu ở Ninh Đô, gác tùng làm tòa, kết cỏ làm đệm, trồng khoai để ăn, chặn các mảnh dẻ làm áo. Sự khổ hành của sư khó ai khâm nổi. Sư điềm nhiên vui sướng, lấy đạo làm nguồn vui. Lâu ngày có người đến thăm, tặng cho tiền bạc đều khước từ không nhận. Nhưng nếu áo rách, thức ăn thô tệ bèn nhận. Sư bản tánh cô tịch, thanh khiết, chẳng thâu nhận đồ chúng. Có người trọng đức sư, thay mặt thâu nạp cho sư bốn đồ đệ, nhưng thực ra không ở chung. Một người đồ đệ tên là Đức Duyên, chùa khá dư giả, nghĩ thầy thanh bần, ba bốn lượt cầu khấn thầy thương xót tiếp nhận cúng dường. Không lâu sau, sư lại bỏ qua núi Liên Hoa, tự liêu vắng dựng một gian thất nhỏ để sống. Đại chúng trong chùa tôn trọng đạo hành của sư, để sư được tự do. Sư suốt ngày đóng cửa tụng kinh niệm Phật, trừ hai bữa cơm sáng tối ra, tiếng mõ, tiếng khánh rền vang không dứt, mấy mươi năm hệt như một ngày. Do vậy, những vị tăng tục tin tưởng hâm mộ, thường thành tâm cúng dường phẩm vật. Nếu không khước từ được, thì sư bèn đem cúng Phật, cúng tăng để tạo công đức cho họ. Bản thân chỉ giữ lại 10 đồng để làm chi phí hỏa táng khi lâm chung. Sư tự cam chịu thanh bần, giải thoát, không chấp như thế đó. Phòng những ai đến thăm hỏi, bất luận tăng tục, sư đều dạy nhiệm vụ trọng yếu là những hiểu sa bà ác trược, cực lạc thanh tịnh, hay gấp cầu xuất ly. Nhưng phải hiểu nhân biết quả, tu hành các điều thiện thế gian, cẩn thận giữ gìn cấm giới, tụng kinh niệm Phật trong ngoài như một, từ đầu đến cuối không thay đổi, thì mới có hy vọng. Ngoài ra không có một lời lẽ nào liên quan đến phước lạc thế gian. Năm Dân Quốc thứ 7 1918, tức năm Mậu Ngọ, sư được 74 tuổi. Đầu tháng 10 thì hiện bệnh nhẹ, đến ngày mùng 4 bỏ ăn uống, niệm tụng như thường, đến khuya mới nghỉ. Rạng sáng ngày mùng 5, đại chúng trong chùa không thấy sư thức dậy, gõ cửa chỉ thấy yên lặng không đáp. Vào thức xem thì thấy sư đã đoan tọa thì tịch, tay trái vẫn cầm giảng khánh hệt như đang niệm Phật mỗi khi. Đầu hơi cúi xuống, vẻ mặt tươi cười, không khác gì còn sống. Đại chúng trong chùa trông thấy khen ngợi không cùng, đều nói sư bình nhật có công hạnh như thế, cho nên lúc ấy đạt được cảnh tượng như thế. Thần thức sư siêu tình Phật, gửi chất nơi hoa sen, là điều chắc chắn, không còn ngờ vật chi.
Học trò sư là Đức Thân Sâm kể cho tôi nghe như thế. Nghĩ đến tăng nhân đề mặt thường hay lười nhác, chỉ tham lợi dưỡng, chẳng tu đạo nghiệp, người như sư thật có thể làm gương cho đề mặt. Do vậy bèn soạn bài ký. Bài ký về chuyện vãng sanh của Kim Thái Đại Sư, trích Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 4. Câu chuyện số 2. Triệu Tôn Nhân, pháp danh là Bồi Canh, người ở thành phố Mã Đường Như Cao, tuổi ngoài 30, theo đuổi nghề buôn bán, tánh tình thuần hòa chân thật, không chá ngụy, làm việc quả quyết thật thà. Mấy năm gần đây được nghe pháp môn Tịnh Độ, bèn sanh lòng tin tưởng sâu xa, hằng ngày lấy chuyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm chánh, gác qua chuyện buôn bán, chuyên làm chuyện từ thiện công ích hết sức tích cực. Do vậy đề xướng lập ra Tế Sanh Phân Hội và Phật Kinh Lưu Thông Sư, hệ có các chuyện lành nào đều tận lực lo liệu, không chuyện gì không làm. Đối với đèn đường ở địa phương, đích thân ông sáng thâu về, tối đi thắp lên, chẳng hề mệt nhọc. Người cả một phương đều cảm phục lòng thành của ông. Ông dùng lòng thành để cảm, mọi người dùng lòng thành để ứng. Phàm khi ông quyến mộ, không ai chẳng thuận theo, hầu viên thành ý nguyện cho ông. Mùa đông năm Dân Quốc 15, 1926, ông mắc phải bệnh ngặt, vẫn gượng đè nén cơn bệnh, đề xướng Phật thức để cầu thế giới thái bình, dự định khởi thức vào ngày mùng 2 tháng Chạp, đến ngày mùng 8 là viên mãn. Thỉnh sư Phạm Thành chùa Tây Phương ở Bậc Cảng làm chủ thất, chi phí đều do thiện tín tự đóng góp. Người dự hội niệm Phật hơn 40 người. Cư sĩ tuy đang bệnh nặng, nhưng niệm Phật càng thêm tinh tấn như người không. Ngồi niệm Phật qua đời, những người đang tham dự hội càng thêm khẩn thiết niệm Phật giúp cho ông được vãng sanh. Sau mấy tiếng đồng hồ, đến đầu vẫn còn ấm, vẻ mặt chẳng khác gì lúc sống. Từ đây ta thấy được Di Đà nguyện lực, chúng sanh tâm lực, cả hai thứ đều chẳng thể nghĩ bằng. Ấy là vì chân như Phật tánh chúng sanh vốn sẵn có, chỉ nhờ vào nhân duyên để khai phát mà thôi. Như hạt giống đã gieo xuống đất, gặp mưa đúng thời bèn nảy mầm. Những kẻ trong cuộc đời dùng sức chân như Phật tánh để hàng ngày theo đuổi tham sân si, giết trộm dâm, ví như đem cho mani tùy ý tuôn ra các thứ báu quăng trong hầm si, nên chẳng thể thọ dụng được, chẳng đáng buồn ư. Nghe đến phong thái của cư sĩ, há chẳng thèm đến chết ư. Bài ký về chuyện vãng sanh của cư sĩ Triệu Tôn Nhân, trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 4. Câu chuyện số 3. Ông Sa Kiệt Am tên là Nguyên Bỉnh, người xứ Như Cao, tỉnh Giang Tô, phẩm hạnh tu dưỡng văn chương đạo nghĩa, thấy điều đáng nêu gương cho đời mạc. Cái học của ông trọng nơi tận lực thực hành, chứ không chuộng từ chương, chỉ chuyên chú nơi tận hết bổn phận, chẳng hâm mộ vinh hoa ân sủng. Vì thế sau khi đỗ đạt, bèn ở nhà thờ cha mẹ cho trọn hết phận con, chẳng ra làm quan. Thoạt đầu ông chẳng biết Phật là người như thế nào, kinh có nghĩa như thế nào, bèn theo đuổi những thuyết của hàng Âu Trịnh Châu, cho rằng Phật pháp có hại cho thánh đạo, chẳng có ích gì cho nước cho dân.
đến sau cuộc biến năm Tân Hợi 1911, buồn bã khôn khoay, thường mang ý tưởng vượt thoát cõi đời, bèn thử đọc kinh Phật, thấy nghĩa lý tinh vi ảo diệu, viên dung siêu thoát, mới biết Phật là vị đại thánh nhân, giáo pháp của Ngài có những chuyện chẳng thể nghĩ bằng, như thoát ra khỏi hang tối được thấy mặt trời, khôn ngăn mừng rỡ, nhưng lại hết sức bi thương, tiếc cho mấy mươi năm chấp nhặt hèn tệ. Từ đấy âm thầm nghiên cứu, thọ trì, đọc tụng, để mong đích thân chứng được Phật tánh sẵn có, chẳng đến nỗi thường làm người luân hồi trong lục đạo. Năm Dân Quốc 12 1923, tức năm Quý Hợi, tuổi tròn 60, tâm yên thế càng thêm khẩn thiết, gặp đúng dịp Pháp Sư Đi Nhàn đến đất Như giảng A Di Đà kinh yếu giải, đích thân được đặng giác, tiểu phàm nghịch ác điều cùng trong đời này, cây vào Phật tự lực thoát khỏi xa bà, lên cõi Cực Lạc, tùy theo căn tánh mà được chứng nhập. Do vậy bèn chuyển tu tịnh nghiệp để cầu vãng sanh. Năm sau Thôi Ích Vinh lên núi Quy Y, có kể cho Quan nghe về học vấn tu trì của cư sĩ. Do vậy bèn nhờ ông Thôi đem bộ văn sao tặng cho ông ta. Năm sau nữa, Trần Chánh Hữu đem bản luận bài Xích Tệ ăn thịt uống rượu trong tăng lễ, do ông Sa soạn đưa cho đọc, thấy trích kinh dẫn sự rõ ràng khúc chiết, biết cái học của cư sĩ có căn bản, chỉ mong thành thánh thành hiền. Tuy chưa gặp gỡ, dân tâm hai bên như đã có mối thần giao kết cảm. Mùa hạ năm ngoái, Ngài Quang đến Thượng Hải muốn đến gặp mặt, nhưng vì bệnh không ra khỏi cửa được nên chẳng thoáng nguyện, vẫn mong có người khác lên núi hỏi han. Đến lúc sắp lâm chung, chuyện trò cùng bè bạn vẫn đấy đó làm điều tiếc nuối. Nhưng đã vãng sanh Tây Phương, thân cận Di Đà, dự vào hại chúng, thì chẳng gặp được ông Tăng, chỉ biết có cơm cháo này, há có thiếu sót chi. Đến mùa thu, đất trái ông một cái ung, tiếp đó họ ra máu. Đến mùa đông càng nặng, thuốc tây lẫn thuốc tàu đều vô hiệu, há chẳng phải là do sức tu trì, nên chuyện báo nặng đời sau thành báo nhẹ trong đời này, để giải quyết cho xong tốt nghiệp đấy chăng. Đến ngày 11 tháng chạp, nằm bẹp trên giường không dậy được, bèn đem dựng chức tác lúc bình thời giao phó cho môn nhân là Hàn Bản Nguyên, Hoàng Văn Tuấn dặn dò đại lược việc nhà. Hơi hối hận chuyện trước kia đã phạm lỗi tán thành, biến chùa Quảng Phước thành nơi họp hành, dời tượng Phật đi chỗ khác, sai con ông là Tấn bỏ ra 3.000 đồng sửa chữa Phật điện của Quan Hội Am ở Đông Môn để chuộc lỗi trước. Lại bảo quyến thuộc trong nhà ngày đêm thấy phiên niệm Phật trước giường, đến khi ông lâm chung cũng vẫn như thế, chẳng được tắm rửa thay áo sẵn, cũng như khóc lóc vân vân. Liệm bằng vải thô, đừng dùng trù đoạn, đám tang bất luận cúng quải hay đại khách, chẳng được dùng rượu thạch. Ta thường soạn luận trách đời, các ngươi chớ tùy thuận thói ác hãm ta vào tội. Lại thỉnh tăng chờ niệm để cầu cậy Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Lập hương án trước giường, thờ tượng Phật A Di Đà tiếp dẫn, mặt nhìn vào tự dung, miệng niệm tâm nhớ, chuyên tinh nhất trí, không đề cập đến chuyện gì khác. Đêm 24, bình càng nguyên ngập, tăng chúng đều đến chờ niệm. Cư sĩ chánh niệm phân minh, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm theo,
Đến ngày 26, tuy chẳng nghe tiếng, miệng vẫn luôn mấp máy. Đến chiều, khí càng suy, người nhà và tăng chúng càng niệm khẩn thiết. Đến giờ Dậu chợt qua đời, thoảng có mùi hương lạ. Đại chúng niệm Phật càng mạnh mẽ, hơn 2 tiếng sau, đến đầu vẫn ấm. Đến sáng hôm sau mới dứt tiếng niệm Phật để tắm rửa, thay áo, tấn liềm, cất tiếng khóc. Con ông vẫn lời dạy không trái nghịch, có thể nói là chân hiếu. Ôi, như cư sĩ có thể nói là túc căn sâu dày, kiến địa cao siêu, ngôn hạnh tương ứng, trong ngoài như một. Dựa theo mấy năm tu trì ấy và tín nguyện bình sinh, cảnh tượng khi lâm chung có lẽ là trung phẩm thượng sanh đó chăng? Bởi lẽ ông hiếu dưỡng cha mẹ, làm điều nhân từ thế gian, đầy đủ tín nguyện thực sự, nhiếp tâm tịnh niệm. Một khi được vãng sanh, ắt đạt địa vị bất thoái, chứng vô sanh nhận, tu tập dần dần cho đến viên mãn bồ đề mới thôi. Hát còn tiếc nuối chi? Ở đây tôi ghi lại tóm tắt những gì học trò ông là Hàng Bản Nguyên, con ông là Tấn, và học trò của tôi là Thôi Ích Vinh đã thuộc, để sau này tập học thành Vạn Sinh Truyền và Ấn Sĩ Sự Tích, nên mới có bài này. Bài ký vị truyền vãng sanh của cư sĩ Sa Kiệt Am, trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 4. Câu chuyện số 4. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều khâm làm Phật. Bất luận thiên, nhân, A-tu-la, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, bất luận nam nữ, sang hèn, trí ngu, hiện tại thăng trầm lục đạo, luân hồi chẳng ngơi, đều là do mê sâu hay cạn, do nghiệp thiện hay ác làm thành nhân duyên. Nhưng một niệm Phật tánh chưa từng do vậy mà bị tăng hay giảm. Do mê không biết nên chẳng những không được thọ dụng, trái lại còn dùng sức công đức của Phật tánh làm cái gốc để khởi hoặc tạo nghiệp, do nghiệp cảm khổ, há chẳng đáng buồn lắm ư? Đức Như Lai xót thương dạy cho bỏ mê về với ngộ, đoạn hoặc chứng chân, cho đến khi từ chứng được Phật tánh sẵn có mới thôi. Lại do chúng sanh không có sức đoạn hoặc, dẫu có tu trì cũng chẳng thể liệu thoát sanh tử ngay trong một đời này, thọ sanh lần nữa đa phần đều mê mất, cho nên đến tận đời vị lai không có lúc nào được giải thoát. Do vậy, vì lòng đại từ bi đặt dù phàm hay thánh, đều cùng trong đời này cây vào Phật tự lực liễu sanh thoát tử. So với những kẻ chuyên cậy vào tự lực thì khó dễ, chậm nhanh, khác biệt như trời với vực. Vì vậy, từ cổ đến nay, tăng tộc tứ chúng tu pháp môn này vãng sanh Tây Phương nhiều chẳng kể xiết. Ngay cả mấy lúc gần đây cũng vẫn thường thấy bà Dương Thái Phu Nhân, mẹ của ông Từ ở huyện Thạch Đãi, tỉnh An Huy, chính là mẹ đẻ của cư sĩ Từ Quốc Trị, tánh tình hiếu thuận, hiền từ, mềm mỏng, hiền lành, minh mẫn, quả quyết, thờ cha mẹ, phụng dưỡng bố mẹ chồng, giúp chồng dạy con, chăm sóc nhà cửa, mỗi việc đều đang làm gương mẫu cho bạn khuê cát, làm bậc thầy mẫu mực cho hàng nữ lưu, chẳng thèn sánh với những hàng liệt nữ, mẫu nghi, hiền nhân, minh trí thời cổ. Từ nhỏ đã tin Phật, đến già càng sốt sắng. Có 3 người con là Quốc Hoa, Quốc Quân và Quốc Trị, đều theo đuổi quan trường hay thương nghiệp. Quốc Trị sống ở Thiên Tân, muốn được hầu hạ dưới gối dài lâu, nên vào năm Dân Quốc thứ 10 1921,
đón mẹ về thiên tân phụng dưỡng. Bà mẹ ăn chay trường, thọ giới ưu bà chi, từ đấy niệm Phật càng thêm tinh tấn. Bà thấy được chút điềm lành, nhưng tôi sợ có người ngu chẳng cầu nhất tâm, chỉ chuyên mong mọi tướng lành, chớ thành bệnh không nên ghi lại. Mùa thu năm ngoái, tỉnh An Huy vừa bị nặng lục lẫn hạn hán, tỉnh trưởng đến điện điều quốc trị về lo liệu cứu tế. Bởi 8 năm ở tại kinh đô, ông đã có thành tích trong chuyện này. Quốc trị chẳng nỡ cách xa mẹ, phu nhân đem đại nghĩa của trách, bắt ông phải đi cho nhanh để cứu giúp dân chúng đang bị tai họa. Quốc trị ở đất Hoàng hơn năm, phu nhân bị bệnh, chẳng cho viết thư báo tin, sợ ông từ phương xa chưa về sẽ lỡ làm việc cứu tế. Bà lại còn dặn dò Quốc Hoa, Quốc Quân, Nguyên Mộ dốc hết tiền dành dụm ra để giúp đỡ. Được Đại Tổng thống đề tặng biến ngạch, tặng cho huy chương Từ Huệ. Năm Dân Quốc 11-1922, việc cứu trợ xong xuôi, chính quyền Đức Hoàng lưu giữ quốc trị, nên ông lại đón mẹ về phụng dưỡng tại Hoàng Thản. Năm ấy cụ đã 74 tuổi, tinh thần suy yếu, trong thân thích có người khuyên nên thôi ăn chay. Phụ nhân nói: ta thà ăn chay mà chết, chứ chẳng ăn thịt để được sống. Đến mùa xuân năm nay, bệnh ngày càng nặng, thần trí vẫn sáng suốt, niệm Phật không bỏ sót. Bảo quốc trị rằng: thế sự gian khổ mẹ đã nếm đủ cả rồi, nên chẳng luyến tiếc, trong tâm chỉ có mỗi một chuyện niệm Phật mà thôi. Lại nói: mỗi một lần phát sốt đau khổ dị thường, hãy tưởng đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chợt cảm thấy mát mẻ liền. Ngày 21 tháng 2, thỉnh tăng chúng đến nhà niệm Phật để giúp vãng sanh. Lại sai đem những quần áo, đồ đạc của chính mình bán hết để cúng dường tam bảo. Hỏi quốc trị: ngày nào đi thì tốt nhất? Quốc trị đáp: ngày mốt là ngày ăn chay, ấy là ngày tốt lành. Mấy tiếng sau cụ nói: mẹ đã thấy Thích Ca Mâu Ni Phật và Phật Bồ Tát đã thờ ở Thiên Tân, nhưng có mình Đức Phật tiếp dẫn sao không thấy? Quốc trị đáp: đến lúc sẽ thấy. Ngày hôm sau, cụ lại niệm Phật theo chư Tăng, đến rạng sáng ngày 23, vị sư niệm Phật là thầy Hải Phước nói: phu nhân thần trí khí tượng như thường, chắc trong một hai ngày chưa đi đâu. Đến giờ Tỵ, quốc trị thỉnh hình Phật tiếp dẫn thờ chức dựng nói: A Di Đà Phật đến rồi. Phu nhân nghe vậy vui mừng lớn lao, ngồi dậy chiêm ngưỡng, lớn tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mấy câu, rồi ngồi kết ấn mỉm cười qua đời. Quốc trị và chư Tăng cùng quyến thuộc vẫn lớn tiếng niệm Phật 3 tiếng đồng hồ nữa, rồi mới cất tiếng khóc và tắm rửa thay áo. Mùi thơm ngào ngạt, có người bạn đến phun điếu ở ngoài cửa đã ngửi thấy, khen là hy hữu. 3 ngày sau mới liệm, diện mạo so với lúc sống càng tươi tắn hơn, đánh đầu vẫn còn hơi ấm, tứ chi mềm mại. Đem số chuỗi đặt vào tay, bèn gặp ngón tay nắm lấy, cao đẹp thay. Như phu nhân có thể gọi là người túc căn sâu dày, đời này tu hành tinh thuần, đã được người con như quốc trị phụ trợ nhiều cách, cho nên tịnh nghiệp chín mùi toàn nguyện vãng sanh. Những người trong đời không niệm Phật thì chẳng cần bàn đến, chứ như người chỉ tâm niệm Phật lúc sắp mất, con cái khóc lóc tắm rửa thay y phục vân vân, khiến cho người sắp mất đâm ra bi thương hoặc sanh sân hận
đến nỗi bị mất chánh niệm, vĩnh viễn luân hồi trong tam đồ lục đạo, chẳng thể thoát ra. Những kẻ ấy cho đó là tận hiếu, chẳng biết đã mắc tội gây trở ngại cho cha mẹ, so với tội giết cha mẹ lại càng nặng hơn. Cả thế gian không biết như vậy thật là bi thương. Quốc trị bất chức mẹ, nhân từ thờ Phật, nên ăn chay trường học Phật. Nhiều lần đi cứu trợ thấy điều cạn kiệt tâm lực. Mùa hạ năm nay ông lên núi kể lại hành trạng của phu nhân, xin tôi soạn bài ký để làm gương cho con cháu đời sau. Tôi viện cớ thâu lậu bận biểu để thoái thác, nhưng về sau ông lại viết thư khẩn cầu. Do vậy tôi bèn thuộc đại lược cuộc đời và kể khá tường tận những sự thật cuối đời để người làm mẹ, người làm con trong đời đều bắt chước theo. Bi ký về chuyện vãng sanh của Dương Thái Phu Nhân, mẹ ông Từ, trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 4. Câu chuyện số 5. Đạo nơi con người giống như nước ở trong đất, không đâu chẳng có. Nhưng nếu không có công xôi đào, chắc chắn khó thể phát hiện được nước. Tâm tánh của chúng sanh và tâm tánh của Phật không hai. Do vô minh ngăn lấp nên công đức của Phật tánh không cách gì hiển hiện được. Vì thế Kinh Hoa Nghiêm nói: lạ thay, hết thảy chúng sanh đều có đủ trí huệ của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa được vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí liền được hiện tiền. Những gì Đức Như Lai đã nói trong cả một đời Ngài đều là pháp dược nhằm đối trị vọng tưởng chấp trước. Một pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ thật là viên đốn thẳng tắc, vì dùng quả địa giác để làm nhân địa tâm. Do vậy nhân trùm biển quả, quả thấu tột nguồn tâm. Từ khi pháp được truyền qua Đông Chấn, hết thảy tứ chúng do niệm Phật được vãng sanh Tây Phương, triệt chứng Phật tánh sẵn có, viên thành giác đạo, chẳng biết là mấy ngàn vạn ức. Phu nhân Uông Hàm Chương là người hôn phối đức hạnh của cư sĩ Văn Dịch Viên, túc căn sâu dày, bẩm tánh hiền thục, thờ cha mẹ, phụng dưỡng bố mẹ chồng, giúp chồng dạy con, tự mình nêu gương, gìn giữ nếp nhà, mọi chuyện đều đang làm gương cho hoàng khuế cát. Bà lại mang tâm niệm nhân từ, vì thế thường hành bố thí cho kẻ nghèo thiếu, cứu vớt mạng loài vật. Những hành vi tốt lành ấy đều do cần kiệm mà thành. Nếu như thích buông tuồng hoang phí, ắt lo cho chính mình còn không xong, huống gì cứu người lợi vật được ư? Dịch Viên lo dạy học nhiều năm, chỉ muốn vun bồi nhân tài chân chánh, chẳng tiếc tâm lực. Do giảng dạy mệt nhọc đến nỗi thành bệnh, năm Dân Quốc thứ 8 1919, ngã bệnh không ngồi dậy được, thuốc men vô hiệu, tình thế thật nguy ngập. Có người bạn khuyên ông hãy lắng lòng niệm Phật, nhờ đó dần dần được khỏi bệnh. Do vậy bèn đọc khắp các kinh Phật, mới biết Phật là đại thánh nhân, và những chuyện chẳng thể nghĩ bằng, buồn tiếc mình trước kia không biết, nay may mắn được nghe. Do vậy khuyên cha mẹ, vợ và con cái cùng tu tịnh nghiệp. Do đó phu nhân thành kính trì danh hiệu Phật, tụng kèm thêm các kinh chú như Di Đà, Phổ Môn, Đại Bi vân vân, quyết chí cầu sanh Tây Phương. Vào tháng 10 năm ngoái bà bị bệnh, chính trong lúc đáng đau khổ bèn phát đại nguyện mau được vãng sanh, thấy Phật nghiệp pháp chứng vô sinh nhẫn, rồi sẽ đường theo Phật tự lực trở vào xá bà cứu độ cho chúng sanh. Tâm cực khẩn thiết,
Đêm cuối tháng, bà bảo với người săn sóc, trên lầu có Phật đường, tiếng mõ thật trầm ấm. Nơi tường vách có kinh viết bằng chữ vàng, quang minh chói ngời, người có thấy nghe hay chưa? Vả nữa, bà hôm trước đó, bà mẹ chồng mộng thấy kim quán đại nhà, trong quang minh có không biết là bao nhiêu Bồ Tát. Ý bà cụ cho rằng con dao bệnh sẽ chống được lành, nên biết đấy đều là tướng trạng, tinh nghiệp, thuần thục, tình cảnh hiện tiền. Bữa hôm sau, nhằm giờ mùi ngày mùng 1 tháng 11, bà Uông ngồi xếp bằng niệm Phật qua đời. Mất rồi thần sắc đoan nghiêm, hoàn toàn không có tướng chết chóc gì. Toàn thân đều lạnh, nhưng đến đầu vẫn ấm. Khi trước hai đùi sưng phù, chẳng thể co duỗi được, đến lúc sắp mất lại như bình thường. Vì thế, có thể ngồi xếp bằng qua đời như nhập thiền định. Dịch viên hướng dẫn con cái và các đạo hữu chí thành niệm Phật, giúp bà được vãng sanh. Qua 5 tiếng đồng hồ mới bắt đầu xếp đặt tang ma, cúng lễ, tiếp đãi khách. Tang gia đã không dùng đồ mặn, mà khi người trong thôn muốn đến tới lễ chung, dịch viên bèn ngăn lại. Mỗi ngày chỉ để một số người đến niệm Phật một lúc, độ khoảng 2 tiếng đồng hồ. Một là để khỏi lãng phí, hai là có lợi ích thật sự cho phong linh, ba là khéo léo dẫn dụ mọi người cùng gieo thiện căn, bốn là để cho những ai nghe được phong thái ấy đều phổ biến ân Phật. Quả thật là phong cách tăng lễ mới thật tốt lành, phàm những ai có tín tâm đều nên hành theo. Sau khi tăng liệm, dịch viên gửi thư đến chùa Pháp Vụ ở Phú Đà, kèm theo 100 đồng, xin quan tùy nghi làm Phật sự. Hồng người mất chưa được vãng sanh, liền được vãng sanh. Đã vãng sanh thì sẽ được tặng các phẩm sen. Quan bảo 16 người trong niệm Phật đường cử hành Phật thất, lại vì họ khai thị về lợi ích của pháp môn niệm Phật, cũng như lòng chân thành của cư sĩ dịch viên. Các sư nghe xong đều càng đồng thành tận lòng kính. Đến ngày 21, bà mẹ chồng cầu khấn: con vô mất đã nhiều ngày rồi, sanh về thấy hay chưa? Xin hãy báo mộng cho biết để an ủi lòng ta. Đêm ấy, có một người bạn con bà cụ nằm mộng thấy thư từ nườm nượp gửi tới. Bạn đem một lá thư lên Phật đường trên lầu để xem. Thấy trong Phật đường chế một ngọn đèn lớn sáng tỏa bốn phía, sáng hơn đèn điện. Mở thư ra thấy có một bức vẽ, trong ấy vẽ một đóa sen lớn màu đỏ. Trên hoa có đại tòa, dưới hoa ghi hai hàng chữ nhỏ, chẳng thể nhớ được. Chung quanh có bao nhiêu là hoa nhỏ, nước ở dưới hoa có màu như bạc. Ngày ấy chính là ngày viên mãn Phật thất ở Pháp Vụ. Được mấy điểm như thế, đủ thấy bà quyết định vãng sanh. Tâm chúng sanh và tâm của A-di-đà Phật xét về bản thể hoàn toàn tương đồng. Nếu dùng tín nguyện ức niệm để cảm, chắc chắn sẽ được thề nguyện từ bi của Phật Di-đà nhiếp thọ. Do vậy, trong cõi này phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì trong ao bảy báu nơi Tây Phương liền mọc lên một đóa sen. Nếu tinh tấn chẳng lui sụp, thì hoa sen ấy càng ngày càng to lớn. Đến khi người ấy lâm chung, Phật và thanh chúng liền cầm hoa ấy tiếp dẫn vãng sanh. Bà Kinh Vương Phu Nhân đệ tống dốc lòng tu tịnh nghiệp, những người thiếp thị nữ không ai chẳng hành theo. Có một người thiếp không bệnh mà mất. Phu nhân đêm nằm mộng thấy người thiếp đã mất ấy đến cảm tạ ân cần.
cô lại dẫn bà đi về phương Tây, thấy có một cái ao báu kích thước rộng lớn. Trong ao có một cái hoa to, Quán Minh Thù thắng. Người thiếp bảo, đấy là chỗ phu nhân sẽ sinh về. Tất cả những hoa chung quanh đều là hoa của những người được phu nhân giáo hóa, hay được lần lượt truyền dạy mà phát tâm đấy. Phu nhân tỉnh giấc, buồn vui chán lẫn. Không lâu sau, gặp đúng dịp sinh nhật, bà đứng niệm Phật qua đời. Giấc mộng của người bạn ông dịch viên gần giống với chuyện này, nhưng Uông phu nhân không có được công phu và quyền lực giáo hóa chỉ dạy như Kinh Vương phu nhân, nên cảnh tượng phải kém xa. Người bạn tình nghiệp chưa thuần thục nên chỉ thấy được bức vẽ, chứ chẳng thể đích thân thấy được cảnh. Dùng nhân như thế sẽ cảm được quả như thế, nhưng chẳng luống uổng, quả chẳng lãng phí. Do vậy càng thêm tin tưởng, nguyện những ai thấy nghe đều gắng sức lên. Trích dẫn Ấn Quang Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 4. Bài ký về chuyện vãng sanh của phu nhân Uông Hàm Chương. Câu chuyện sâu sâu. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều không làm Phật. Nhưng do mê trái tự tánh nên luân hồi sanh tử chẳng lúc nào xong. Như Lai muốn cho họ khôi phục bản tâm nên tùy thuận cơ nghi, tuyên nói đủ mọi pháp. Nhưng muốn cậy vào tự lực để tu trì, trong đời này chứng rút rau chân, đoạn tận hoặc để thoát khỏi luân hồi hồng liễu sinh tử, thì trong đường mạc thật khó thấy được mấy ai. Chỉ có tu pháp môn tịnh độ thì bất luận thượng trung hạ căn, già trẻ trai gái, chỉ cần đầy đủ lòng tính chân thành, nguyện thiết tha, dùng tâm trí thành niệm danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, kèm thêm chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, đến khi lâm chung bèn được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, và người chẳng sót một ai. Do cậy vào Phật tự lực nên đạt được lợi ích lớn lao này, như do ngồi thuyền lớn bèn vượt được biển, chứ chẳng phải do bản lãnh của chính mình mà được như vậy. Vì thế các vị Bồ Tát, các tổ sư, các thiền trí thức nhiều đời đều cực lực đề xướng pháp này, bởi đây chính là đường tắt để liệu sanh thoát tử, là pháp trọng yếu để thành Phật đạo vậy. Cư sĩ Nhật Vận Sanh là cha ông Bộ Vân, tên là Thái Nguyên, tự là Vận Sanh, thờ cha mẹ Chí Hiếu, ưa thiện chuộng nghĩa, thiên tánh trung hậu, không gì chẳng thích đáng. Trong mấy năm gần đây, Bộ Vân sanh lòng chánh tính kha khá đối với Phật pháp, ăn chay niệm Phật một mực chân thành nghiêm cẩn. Từ đấy khuyên lớn cha mẹ cùng ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương, cũng như dặn nói những sách tịnh độ rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, khuyên họ thường xem. Cha ông biết tự tâm sẵn có Phật tánh, nhưng vì hoặc nghiệp ngăn lấp nên chẳng thọ dụng được. May là có pháp môn cậy vào Phật tự lực này, khiến cho lũ chúng sanh căn cứ hèn kém như chúng ta, tuy thiện căn ít ỏi, mà ngay trong đời này liền được vượt ngang ra khỏi tam giới, cao dự chính phẩm sen, còn may mắn nào hơn. Từ đấy tâm tâm ước niệm mong được thỏa nguyện. Đến đầu tháng 7, cụ thì hiện bệnh nhẹ. Sáng ngày mùng 8 dậy sớm niệm Phật xong, dặn dò Bộ Vân mau sắm sửa tang phục quan tài. Ta sắp đi rồi, đợi tang phục quan tài chuẩn bị xong xuôi, cụ bèn tắm gội
thay áo đi nằm. Bộ Vân khuyên rằng người trong nhà đừng khóc lóc, kéo cụ bị mất chánh niệm, hãy đồng thanh niệm Phật để giúp cụ vãng sanh. Lại khuyên cha trong tâm hãy niệm thầm theo, tuy chẳng nghe tiếng nhưng miệng cụ vẫn mấy động, lúc lâu sau thấy ngừng thì đã mất rồi. Lại niệm thêm 3 giờ nữa mới bắt đầu than khóc, vẻ mặt cha vẫn mỉm cười, trong nhà thoảng mùi hương lạ, để 3 ngày mới liệm, tướng mạo hãy như còn sống. Cụ được vãng sanh là điều có thể đoan chắc. Bộ Vân cùng người nhà hàng ngày niệm Phật trước bản linh để cầu cụ được tăng cao phẩm sen, mau chứng vô sanh, hồng bổ đáp ân cụ lao, chọn hết phận con. Lại nữa, ông Bộ Vân tài nhỏ chức kém, tiền lương ít ỏi, thời cha mẹ nuôi vợ con khá chật vật, may nhờ chú họ là tướng quân Mao Thiếu Phủ bù đắp nhu cầu cho. Tang phục, quan tài, chi phí tăng ma lần này đều do Thiếu Phủ bỏ ra. Thiếu Phủ chánh trực, công bằng, liêm khiết, sáng suốt, trong sạch, khí tiết cao cả, chung với nước, hiếu với cha mẹ. Nghĩ đến tình thương yêu của người trước, đến coi Bộ Vân như con. Bộ Vân cảm kích trước tình đùm bọc, nên cũng coi Thiếu Phủ như cha. Nhân duyên ăn chay của Bộ Vân thật ra cũng do Thiếu Phủ mà ra. Nếu như Thiếu Phủ do Bộ Vân mà có thể chốc lòng tu tịnh nghiệp, ăn chay, niệm Phật, hầu sống dựa vào bậc thánh hiền, mất về cõi cực lạc, thì lợi ích đạt được càng rạng rỡ, trọn vẹn đẹp đẽ đôi đường. Do vậy bèn ghi lại để khuyên đời. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 4. Bài ký bị truyền vận sanh của cư sĩ Nhạc Vận Sanh. Câu chuyện số 7. Thế gian lẫn xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc, lòng thành đến cùng cực đá vàng phải nứt, huống hồ những người cùng hàng đều cùng được phú bẩm cái tâm này, mà chư Phật Bồ Tát lại là những vị chọn không có tâm, lấy tâm của chúng sanh làm tâm của chính mình ư? Trong cuộc đời chưa hề có ai lòng thành tuy chưa đến mức cùng cực mà lại có thể khiến cho người khác nhìn vào sanh lòng cảm kích, được Đức Phật rủ lòng gia bì. Cũng chưa có ai lòng thành đã đến mức cùng cực mà người khác nhìn vào chẳng cảm kích, Phật không gia bì. Vì thế kẻ mong thành thánh thành hiền, học Phật học tổ, chỉ nên càng hết tấm lòng thành mà thôi. Đối với chuyện sanh tay của cư sĩ La Tự Sanh, tôi có được một chứng cứ. Cư sĩ tên là Vũ Tằng Tự Tử Sanh, người xứ Mân Hầu, tỉnh Phúc Kiến. Anh em gồm 3 người, ông ta đứng vào hàng thứ 2. Thổi nhỏ thấy học nho, trưởng thành đăng lính, mồ côi cha từ năm 8 tuổi, thờ bà mẹ thụ tiết, đối đãi anh em nổi tiếng hiếu hữu, bụng tánh chân thật trung hậu, tiết kiệm chất phác liêm khiết, trong chẳng dám dối mình, ngoài chẳng dám gạt người. Vì thế sĩ quan binh lính tín nhiệm giao cho ông ta trông coi quân nhu. Suốt mười mấy năm, ngoài tiền lương ra chọn chưa hề tắc mắc gì. Ông ta còn dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, khá chăn ngán trần cảnh. Tuổi trung niên sau khi vợ mất, tâm niệm đã hệt như cây khô cho lành. Năm Nhâm Tuất 1922 thời Dân Quốc, do cư tán mẹ liền bỏ sạch đầu mặn, chuyển tu tịnh nghiệp. Con trai ông ta là Khánh Đoan Ngạn Tuấn
và những người cùng chí hướng tổ chức Phước Châu Phật Hóa Xã, cư sĩ cổ vũ tán thành, giúp đỡ hết sức đề xướng. Mùa hạ năm Giáp Tý 1924, Phật Hóa Xã được dời sang chùa Khai Hóa ở Tây Hồ. Con người lẫn địa thế đều thích hợp. Những do chùa xây dựng đã lâu, cột kèo, phòng ốc xô lệch, tượng Phật long lở, cư sĩ muốn cho những người niệm Phật đều nhìn vào sẽ dấy lòng cảm mộ, bèn một mình đứng ra lo liệu tu bổ cho cảnh chùa được trang nghiêm. Công việc mới hoàn thành được một nửa, ông ta liền tạ thế. Lúc ấy nhằm ngày mùng 9 tháng 6 năm Bính Dần 1926, thọ 60 tuổi. Khanh Đoan kế thừa chí cha, hoàn thành công cuộc trùng tu, đáng gọi là khéo thời cha vậy. Thoạt đầu mười mấy hôm trước khi cư sĩ mất, cổ chật xanh ung loét, đó chính là do túc nghiệp. Rớt rửa bên trong, nóng lạnh xen lẫn, nhưng cư sĩ muốn nhờ vào nỗi khổ ấy để mau được vãng sanh. Bảo quyến thuộc tụ tập niệm Phật trong phòng để giúp chánh niệm. Cũng có bạn bè đến chờ niệm, mỗi lần đến mấy chục người. Ông ta đã dặn sẵn quyến thuộc, khi ta lâm chung chẳng được tắm rửa thay quần áo sẵn, khóc lóc vân vân. Trong đám tang, bất luận tế thần đại khách đều chẳng dùng đồ mặn, đồ tán liệm chỉ dùng vải trơn, chẳng được dùng lụa là. Con và dâu đều vâng lời, phương trượng tuyết phong đặt bổn đặc biệt đến khai thị. Vì thế trong mười mấy ngày tuy bị đau khổ, nhưng tâm cư sĩ thường chấn định, chọn chẳng có một niệm nào khác. Đến lúc lâm chung, chánh niệm phân minh an tượng qua đời, hàng quyến thuộc ai nấy đều nén đau buồn niệm Phật suốt 5 tiếng đồng hồ, rồi mới tắm rửa thay áo khóc lóc vân vân, đáng gọi là biết pháp. Đến lúc nhập liệm, đánh đầu vẫn còn ấm, tứ chi mềm mại, đủ chứng tỏ cụ đã sanh tay. Ôi, như cư sĩ đáng gọi là bậc thiện sĩ trong một làng, là đứa con thực sự của Đức Như Lai. Nếu ngờ Phật cư sĩ là người xuất sẵn vững vẹn luân thường, tận lực tụ các điều thiện, lại còn niệm Phật nhiều năm, sau lúc lâm chung lại nảy sanh khôi lớt ác hiểm ấy, thì kẻ nghi như vậy chẳng biết chúng ta từ vô thị đến nay đã kết oán nghiệp không thể kể nổi số lượng. Nếu chẳng niệm Phật, ác sẽ phải bao đền dài lâu suốt kiếp, chẳng có lúc nào xong. Do sức niệm Phật, cư sĩ mới chuyển được báo nặng trong đời sau thành báo nhẹ trong đời này, để giải quyết các nỗi khổ sanh tử, về thẳng Tây Phương cao dự hái hội thân cận Di Đà, cùng với các thiện nhân hội họp ở một chỗ. Ví dụ xưa kia Pháp Sư Giới Hiền còn mắc phải bệnh ngặt, Pháp Sư Huyền Trang lâm chung cũng bị đau khổ, mỗi vị đều được Bồ Tát chỉ dạy an ủi, cho biết đấy là quả báo trong đời trước đã nao hại chúng sanh, huống hồ hạng phàm phu sát đất ư. Vì thế tôi viết đại lược nguyên do tán rằng, cao cả thay cư sĩ đáng gọi là bậc thông sáng, dẫu sống trong trần thế chẳng bị nhiễm bụi trần, bẩm sanh sẵn hiếu hữu cần kiệm, nhân từ khoan dung, gia đình hưởng vui sướng, hài hòa thực chẳng chề, thân nêu gương nghiêm cẩn, hòa vui tiếp độ người, dốc lòng nơi tịnh độ, mong chứng được lẽ chân, đã khơi mở Phật hóa, lại trùng tu nhà chùa và ngọc thật trang nghiêm, nhằm tỏ lòng cảm mộ, tuổi nhằm thời nhí thuận, liền thi hiện về tay, quyến thuộc bạn chờ niềm, công đức vội vội thay,
Do vậy lúc lâm chung, nhất tâm chuyên ức niệm, hiệu chứng Phật vãng sanh, đảnh ấm kiểm nghiệm được. Con trai lẫn con dâu đều phát nguyện chí thành, ăn chay cùng niệm Phật, suốt đời chẳng thay đổi. Để đem công đức ấy mong tặng cao phẩm sen, trong chứng vô sanh nhẫn, trở về độ ta bà. Xã hữu nhờ kể tôi ghi chép câu chuyện này, muốn cho kẻ thấy nghe đồng gọi nhuần pháp lời, liền tóm được công hạnh nhằm nêu nghĩa ẩn tàng, hồng thó hoàng thầy nguyện độ sanh của Như Lai. Trích dẫn Ấn Quang Quốc Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 3. Bài ký về chuyện sanh tay của cư sĩ La Tự Sanh ở Mân Hầu. Câu chuyện số 8. Pháp môn Tịnh Độ lợi ích rộng sâu. Từ khi Đại Pháp truyền sang phương Đông, hàng phàm phu sắc đất tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nhờ đó mà thoát khỏi ngũ trược, chứng lên cửu phẩm kệ sao cho xiết. Ấy là vì Phật lực, Pháp lực, chúng sanh tâm lực chẳng thể nghĩ bằng, cho nên được kết quả thù thắng lạ lùng đặc biệt như thế. Quả thật là trong những giáo pháp được giảng trong một đời Đức Phật, chẳng có một pháp nào được như thế. Chỉ có pháp môn Tịnh Độ là như vậy mà thôi. Pháp môn này chỉ trọng thực hành, do cảm Phật nên có thể cày vào Phật tự lực để nghiệp vãng sanh. So với những pháp chuyên cày vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, hồng siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thất tử, thì sự khó dễ dầu có nói chọn năm cũng chẳng thể hết được. Cư sĩ giảng dịch viên ở Phụng Nguyên thoạt đầu làm giáo chức, thường giảng dạy học sinh phải chú trọng dốc hết sức hành hiếu hữu, nghiêm túc chọn hết bổn phận của chính mình. Đối với việc dặn nói nghĩa lý, ắt mong sao nếu tỏ đến tận cùng, chẳng còn chút nào ẩn kín mới thôi. Do vì quá sức nhọc nhằn bèn bị bệnh nặng, bao nhiêu thầy thuốc chữa trị đều chẳng có công hiệu gì. Về sau có người bạn khuyên hãy nên lắng lòng niệm Phật, bèn được lành bệnh. Do vậy nhiều lượt thân cận trí thức chuyên nghiên cứu Tịnh Tông mới biết pháp này quá thực là pháp môn thù thắng thành thủy thành chung, để mười phương tam thế hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Vì thế đối với người thân kẻ sơ đều đem pháp này để kính khuyên. Mẹ ông ta là Uông Thái phu nhân, bẩm tánh hiền thục, vừa nghe nói như vậy liền phát tâm ăn chay niệm Phật, công khóa hàng ngày ác niệm Phật hơn một vạn câu, kim trì tụng Quán Âm Phổ Môn phẩm, Phổ Hiền hành nguyện phẩm, các chú vãng sanh đại bi vân vân để làm trợ hạnh. Mùa xuân năm nay do đánh nàng thổ phỉ, gặp phải đường hẹp, chiếc kiệu cũ đang ngồi va nhầm đàn bò, phu khiên kiệu lẫn kiệu đều bị hất lăn xuống ruộng. Kiệu đã bị vỡ nát nhưng mẹ ông Giang vẫn chẳng kinh chẳng hại, chọn chẳng bị thương tổn gì. Do khi cụ ngồi trong kiệu đã thầm niệm phẩm phổ môn, do vậy biết rằng mẹ ông Giang công phu miên mật nên mới được cảm ứng như vậy. Tuổi đã 78, tài thính mắt sáng, chẳng có vẻ gì già nua. Đến cuối tháng 5, cụ thì hiện bị bệnh nhẹ. Hôm 30, nghe cháu nội là Hữu Bằng dặn 48 đại nguyện cho người khác, còn sai người hầu lắng nghe. Nhân đấy, hỏi ngày mai có phải là mùng 1 hay không? Ấy là cụ đã tính sẵn kỳ hạn về Tây vậy. Đến nửa đêm đi ngủ, cụ bị nghẹn đàm, không có sức để khạc ra. Do vậy, cả nhà đều niệm Phật để cầu cho cụ mau được vãng sanh. Dịch viên lại khai thị Phật nguyện rộng sâu, hãy nên sâu xa hướng về Tịnh Độ. Nếu có thể toàn thân buông xuống, nhất tâm niệm Phật,
nhất định sẽ cảm ứng đạo giao, được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Khoảng một giờ sau đến giờ thành, cô bèn ngồi an nhiên qua đời. Lúc cụ mất, Phật thấy quái hàm động đậy, ấy là trong tâm thầm niệm, nhưng không nghe được tiếng cụ niệm. Từ giờ thình đến giờ thân, suốt cả 5 tiếng đồng hồ, niệm Phật không ngớt. Qua khỏi giờ thân mới tắm gội, thay quần áo, khóc lóc vân vân. Bởi lẽ người sắp mất, sức không thể chống đỡ được, nếu tắm rửa, thay quần áo sẵn và khóc lóc vân vân, chắc chắn sẽ bị phá hoại chánh niệm, chẳng thể vãng sanh được. Nay đã chẳng dời động, lại chẳng khóc lóc, mọi người đồng thanh niệm Phật, khiến cho trong tâm cụ chỉ có Phật niệm, chọn chẳng có niệm nào khác. Vì thế cụ được chánh niệm rõ ràng, theo Phật vãng sanh, thật đáng để bắt chước. Nguyện những kẻ con hiếu cháu hiền đều ý theo đây, thì lòng hiếu từ sẽ lớn lao thay. Hơn nữa, mẹ ông Giang còn dặn dò sẵn con trai và con dâu, sau khi cụ mất, đừng đặt hình tượng Phật lên đầu cụ, đừng bỏ tiền vào miệng, đừng đội mũ hoa, mặc áo thêu, quần áo liềm chỉ mới bằng vải, cổ đeo chẳng hạt mà thôi. Tất cả những thứ quần áo giấy, minh khí đều chớ nên dùng. Trong đám tang nhất loạt dùng cổ chay, cho nên bất chước thế tục dùng cổ mặn để tế thần vân vân. Ôi, ngôn hành của mẹ ông Giang đều đáng làm khuôn mẫu cho đời mạng, là bậc mẫu nghi trọng chúng khuê cát, là bậc thầy khuôn mẫu cho nữ giới. Người tuy đã mất, đức vẫn thường còn. Nguyện những bậc anh hiền chúng khuê cát trong cõi đời nghe phong thơ ấy đều nức lòng bắt chước theo ngôn hạnh của mẹ ông Giang, giúp chồng dạy con đều thành hiền thiện, khiến cho hạnh của hai bà Phi và ba bà Thái lại được thấy trong hiện thời. Lại do hiểu thấu sâu xa, trong tâm vốn sẵn có Phật tánh, nên dốc lòng tu tịnh nghiệp, tu chân nghĩ trong cõi tục, ngõ hầu bao người đều giữ vẹn lễ nghĩa nhân nhượng, cõi đời chưa lại thở đường ngu. Để vốn là dụng đạo đạt đến bình trị tộc bậc, mà chọn chẳng có hình tích, để làm phương cách vãn hồi thế đạo nhân tâm vậy. Nguyện ai nấy đều gắng sức thì may mắn lắm thay. Trích dẫn Ứng Hoa Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 3, bài ký về sự vãng sanh của Uông Thái Phu Nhân mẹ ông Giang Dịch Viên. Câu chuyện số 9. Đức Phật dạy rằng hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể làm Phật. Phật tánh tuy đồng, nhưng tâm tướng của chúng sanh lại vàng muôn sai khác. Hoặc có kẻ tin nhận, hoặc có kẻ trái nghịch. Vì sao vậy? Hãy nên biết rằng chúng sanh tuy đều đang mê, nhưng có nhân trong quá khứ và duyên trong hiện tại không giống nhau, đến nỗi phát sanh hai thứ hiện tượng nghịch hay thuận. Phật tánh như hạt giống, nhân trong quá khứ như gieo trồng, duyên trong hiện tại như mưa đúng thời. Hạt giống đã gieo xuống đất, hễ gặp được mưa đúng thời sẽ chẳng nảy mầm được ư? Nhưng hết thảy chúng sanh ai mà chẳng có Phật tánh, luân hồi trong kiếp số dài lâu, quyết chẳng thể chọn không có tốt nhân. Điều quan yếu nhất là được thiện tri thức chỉ dạy hướng dẫn, và chính mình có phát tâm quyết liệt hay không. Vì thế kinh Pháp Hoa dạy, thiện tri thức là nhân duyên lớn, vì có thể chỉ dạy khiến cho được thấy Phật. Kinh Lăng Nghiêm chép, nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai chắc chắn thấy Phật, cách Phật chẳng xa, như người nhiễm hương thân có mùi thơm, đấy gọi là hương quang trang nghiêm.
như bà Vương nhà họ Hà ở Thượng Hải, vốn là một phụ nữ vô tri vô thức, từ năm 29 tuổi được nghe pháp môn Tịnh Độ, bèn quy y Tam Bảo, ăn chay niệm Phật nhằm chẳng sâu xa sự trực ác của ta bà, viết chí cầu sanh Tây Phương. 30 năm qua tinh tấn không lười nhác, đến năm Dân Quốc thứ 17 1928, bà được 59 tuổi. Đến ngày 19 tháng 6, biết trước lúc mất, dặn dò gia quyến: 12 giờ đêm hôm nay ta sẽ về Tây, tới lúc ấy các ngươi hãy đồng thanh niệm Phật để giúp sức, đừng nên bi ai khóc lóc đến nỗi phá hoại chánh niệm của ta. Do vậy bà liền tự tắm gội, mặc áo thọ mới may, chức hết niệm chú Đại Bi bao nhiêu đó biến, tiếp đấy chuyên niệm thánh hiệu A Di Đà Phật. Đến 11 giờ cả nhà lớn bé đồng thanh trợ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tới 12 giờ bà bèn ngồi ngay ngắn niệm Phật qua đời. Ôi bản lãnh như thế, dẫu kẻ có học vấn công nghiệp trùm lấp của đời xưa nay cũng chẳng thấy mấy, huống là hạng kém cỏi hơn ư? Bà Vương nhà họ Hà là một phụ nữ chẳng hiểu biết gì, chỉ do 30 năm tinh tấn tu trì nên đến lúc lâm chung hiện được tướng trạng như thế. Đủ thấy hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều khâm làm Phật, và pháp môn Tịnh Độ quá thực là pháp môn bậc nhất để chuyển phàm thông thánh. Nguyện kẻ thấy nghe đều cùng dốc sức tu trì, ngõ hầu chẳng phụ sự giáo hóa của Đức Phật, chẳng phụ bạc tánh linh của chính mình. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 3. Bài ký về chuyện sanh Tây của thiện nữ nhân Vương Thanh Duyên nhà họ Hà. Câu chuyện số 10. Từ khi Đại Pháp truyền sang phương Đông, Lô Sơn kết xã, hết thảy thiền chi thức phần nhiều chủ trương pháp môn Tịnh Độ. Bởi pháp này cậy vào Phật tự lực, so với những pháp chuyên cậy vào tự lực thì sự khó dễ khác biệt vời vợi, hệt như một trời một vực. Nhưng hết thảy tự chúng do niệm Phật mà đích thân chứng được tám mùi, động hoặc chứng chân, đến tặng thượng phẩm cũng không ít. Những người khác thì cho lòng tính chân thật, nguyện thiết tha, trì danh hiệu Phật, cảm được Phật tiếp dẫn vạn sanh, thì chẳng thể dùng toán số, thí dụ để biết được số. Ông Lạc Văn Chương ở huyện Định Hải, tuy theo nghề buôn nhưng khá tin Phật, mùa xuân năm nay tới Đức Hổ, gặp đúng lúc quan đang ở đạo chùa Thái Bình, bèn dẫn vợ cùng tới xin thọ tám quy ngũ giới. Bằng chương pháp danh là Huệ Bân, vợ ông ta pháp danh là Huệ Tịnh. Do vậy tôi bèn cho họ các sách như Văn Sao, Giả Ngôn Lục, vân vân, bảo họ hãy y theo đó để tu trì. Huệ Tịnh từ đấy chuyên dốc lòng niệm Phật. Đến giữa tháng 5 bị bệnh, cho đến đầu tháng 7 vẫn còn gắng gượng lễ Phật, niệm Phật. Sau đấy nằm bẹp trên giường không dậy được, nhưng trong tâm thường tự thầm niệm Phật hiệu. Đến đêm mùng 7 tháng 8 hò hắt suốt một tiếng đồng hồ rồi ngủ thiếp đi. Mộng thấy rất nhiều tăng nhân và các đồng tử cùng với các thứ như chàng, phan, vân vân. Đến khi tỉnh giấc, bệnh khổ hoàn toàn hết hẳn. Tới đêm mùng 9 lại mộng thấy Quán Thế Âm Bồ Tát và các tăng chúng cùng các đồng tử. Đêm mùng 10 người trong bệnh và các quyến thuộc thấy bà ta miệng niệm Phật hiệu, chắp tay như đang làm lễ mười mấy lượt rồi ngủ thiếp đi. Tỉnh giấc nói: Phật đã đến rồi, ta sắp vãng sanh. Hỏi giờ nào sẽ đi thì bà ta bảo không biết,
Ngày hôm sau, đem tất cả quần áo, đồ, trang sức trên đầu, đem bán sạch để làm việc thiền. Khuyên người nhà làm lành, tu đức, hiểu nhân biết quả. Đến giờ ngọ, mắt chợt tỏ quang minh. Quang minh dường như màu vàng, nhưng chẳng phải vàng. Dường như đỏ, nhưng chẳng phải đỏ. Liền nói, Đức Phật đến rồi. Mặt hiện nét mỉm cười. Tuy thân mình đã tắm rửa từ hôm trước, vẫn sai đứa tớ gái rửa chân, tự mình rửa mặt. Ánh mắt liền sáng rỡ, bảo Huệ Vân rằng, Phật cùng Đại Thế Chí Bồ Tát và các đồng tử tiếp tôi về Tây Phương. Huệ Vân muốn hỏi thêm, bà nói, đừng nhiễu loạn tôi, chỉ niệm thầm Phật hiệu theo tiếng những người chờ niệm, chưa đầy mấy phút đã qua đời. Ôi, Huệ Tịnh là một nữ nhân yếu đuối, nghe pháp môn tịnh độ chưa được một năm, mà lúc lâm chung liền được tướng lành như thế. Độ thấy chúng sanh đều sẵn có Phật tánh, Phật nguyện chẳng dối. Ngài Vĩnh Minh nói, vạn người tu vạn người về, quả là có căn cứ đích xác. Huệ Bân đem tình trạng của bà ta đến thuật với quan, lại còn đem những tiền bạc do vợ lưu lại để giúp in bộ lịch sử cảm ứng thống kỷ. Do vậy, tôi bèn tóm tắt chuyện này và nêu bày để ý của pháp môn để soạn thành bài kế. Cuối thu năm Kỷ Tỵ, tức năm Dân Quốc 18, 1929. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 3. Bài ký về sự sanh tây của U Bờ Di Lạc Huệ Tịnh.